Mỹ Duyên có thường xuyên vào bếp để nấu ăn không? Dạ, em nấu ăn cho ba mẹ là nhiều chứ em không có nấu cho mọi người ăn. Bạn hiện tại là một ca sĩ tự do cho một nhóm nhạc. Thì không biết là khoảng thời gian mình đi hát, đi diễn bận rộn như thế này thì bạn vào bếp ở những lúc nào, và vào bếp núc có phải là một nơi mà bạn đam mê, bạn vào đấy sau những giờ mình đi hát hay không? Dạ, bình thường thì em đi học và đi tập và đi diễn thì em thường không nấu ăn, em phải ăn ở ngoài. Còn những lần nấu ăn thì chắc là những lần về quê nấu cho ba mẹ ăn. Món bạn hay nấu món gì ạ? Dạ, em hay nấu thịt kho. Và chia sẻ như vậy thì cô gái này là một người cũng ít vào bếp, chỉ là vào bếp nấu gia đình ăn thôi nha. Và cô gái kế tiếp, ồ, hoa hậu. Bạn Diễm My, bạn có phải là người mẫu không? Dạ phải. Chắc chắn rồi. Trời ơi. Chắc chắn rồi. Trong profile không ghi mà mình nhìn là mình biết liền cái thần thái, đúng không anh? Và cả cái phong thái cách được. Chào nữa. Công việc người mẫu thì chúng ta đòi hỏi là vấn đề về thực phẩm. Dạ. Nó phải có chế độ riêng. Đúng rồi. Dạ. Nó không ăn quá nhiều. Gia thì vị. Không biết là nếu mà ngày hôm nay nếu mà anh ấy là một người ăn đậm vị thì bạn có cách xử lý như thế nào không? À, đậm vị là mặn hơn. Nhiều đúng gia rồi, vị là nhiều gia có vị. Thể là dầu mỡ chẳng hạn. Dạ không sao, em cũng đậm vị. À. Ồ. Vậy hả? Là bạn ăn, bạn không ăn kiêng nhiều. Dạ không, ốm là do cơ địa. Không có cách nào mập được. Tại sao lại như vậy? Có lại có... Trời ơi, tại sao lại như vậy được? Tại sao ông trời bất công với em với anh quá vậy anh Huy? Chúng ta nên tự hào. Chúng ta nên tự hào, chúng ta là một trong những dị nhân của thế giới. Tôi nhắc lại, chúng tôi là một những dị nhân, chúng tôi có khả năng tích tụ mỡ trong không khí. Hít hôi là mập rồi. Đúng rồi. Còn người mẫu mà không cần kiêng gì hết. Trời mà dáng rưỡng đẹp rồi, quá sướng luôn. Một tràng pháo tay cho bạn, chúc mừng bạn. Bạn ơi, bạn là một người khá là trầm tính. Nãy giờ chúng tôi giao tiếp với bạn khá là trầm tính đúng không? Ở ngoài cuộc sống bạn là trầm tính hay sao ạ? Em á hả? À. Dạ không, em khùng lắm. Tại em chưa tới lúc khùng thôi. À, chưa tới giờ anh. Đúng rồi, thường những cái người như vậy là phải có cái thời gian cho họ nhất định. Cỡ như của em là cỡ 3 giờ chiều. Anh là khoảng tầm 11, 12 giờ. 12 giờ khuya hả? Ừ. Còn bạn là khoảng mấy giờ ạ? Dạ, tại vì mới giao tiếp mình thấy kìm kìm xuống. À, điềm đạm. Dự nét. Dự kẻ. Cô gái Huế mà. Cô gái Huế. À, cô gái Huế. Huế. Ủa, bạn vào trong Nam lâu chưa? Dạ lâu rồi, em chỉ học lớp 1 ở dưới quê em thôi. À, chi bạn nói tiếng Nam rất là tốt. Đúng rồi, nói tiếng Nam. Bạn có nói được tiếng Huế không? Dạ, lớp 1 em học dưới quê, cô giáo này em không hiểu. Cái em học sinh trung bình. Cái mẹ mới đem lên Sài Gòn cho em đi học. Cái tới lượt em nói cô giáo không hiểu, em học sinh trung bình. Như vậy là do cô giáo hay do bạn ạ? Dạ. Như vậy là do cái gì? Ủa? Ta? Là sao? Là ta? Bạn gái của chúng ta là một cô gái nãy mình giới thiệu. Đó chính là một cô nàng rất là nhoi, hiếu động, một diễn viên tự do. Dạ. Dạ. Nhưng mà nghe cũng rất là nhẹ nhàng hả anh Huy? Hình như đây là một cái vỏ bọc của các bạn ấy hay sao? Đang bọc lại bởi vì đang có một người thân của chàng trai. Đúng rồi, giữ nét. Phải e thẹn chứ đúng không? Đúng rồi mà anh Huy ơi, ít có con gái nào mà mới gặp đầu tiên mà sổ sàng, nó cả bản thân em cũng vậy. Em không hề anh Huy. Em không hề, lần đầu tiên không hề sổ sàng với ai hết nha anh Huy nha. Thật ra Diệu Nhi là một những cô gái năng động, bởi vì khi mà nhìn vào biết rồi, nhưng mà bạn là một con gái rất là e ấp á. Dạ. Bạn có thể định nghĩa từ nhoi của bạn. Khi mà bạn nấu nướng, bạn có thể nhoi không? Trong việc mà bếp núc á. Dạ, nhoi ở đây có nghĩa là mình hoạt bát, mình vui tính với mọi người á. Chúng ta nhoi là mình bị tăng động, mình khùng quá. Đúng rồi, hiểu ý của bạn rồi. Theo bạn, mình đánh giá Diệu Nhi của chúng tôi là nhoi hay là khùng? Dạ, nhoi. À, tốt quá, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em và con nét thanh lịch. Bạn ơi, món ăn bạn hay nấu là món gì ạ? Dạ, bình thường ở nhà thì em cũng không hay nấu ăn cho mọi người lắm. Tại vì bình thường ở nhà là ba nấu cho em. Ồ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bốn cô gái ngày hôm nay đều rất ít vào bếp. Dạ. Không ngờ luôn, không tin. Ngầu như một trái bầu. Đúng rồi. Chạy mô tô đồ, cởi nón ra vất vơ đồ. Wow, không tin, đây là một người rất là quen thuộc. Quen thuộc với chúng ta thôi. Chúng ta cũng rất là quen thuộc với khán giả truyền hình.
Thật sự mà nói thì em cũng rất là nôn nóng để gặp cậu bé này đó anh Huy ơi. Cậu bé là một người đa nhân cách đó. Tại sao vậy ạ? Tại vì nãy có nhiều cái bạn ấy gì có cái nét ngầu đời, đúng không? Đi mô tô xuống, ngồi xuống là một người đang công việc trưởng thành. Rồi bạn ấy đọc rap như là trẻ đến ba đọc rap vậy đó. Rất là hài hước. Rồi dạ, sau đó là quay trở lại một chàng này, người đàn ông sâu sắc. Cần một bánh, cô gái ăn bánh chung với mình. Wow, chàng trai này nhiều tính cách quá. Hồi nãy em đứng ở trong nghe, em có nghe là như ai nói em bị đa nhân cách thì phải? Bạn áo đỏ. Đúng rồi. Em không có nói. Em nói anh bị đa nhân cách hả? Em không có nói. Hồi nãy em nghe giọng nam. Bạn hơn bạn nói. Tâm anh. Tại vì tôi đúng binh cho bạn, tôi nói là trời ơi đứa em trai tôi mà sao lại nói như vậy được, quá dễ thương. Bạn em chơi bạn em hiểu em nhất mà. Nói chứ bạn em dẫn tới đây là em hiểu thích bạn em lắm mà. Nãy em nghe giọng của một người rất là quen, một người em rất là thích. Không quá. Không phải giọng của anh Phong Kiến Huy hồi nãy đâu. Nghĩ sao giọng anh vậy em? Bây giờ thì em mới cảm thấy anh mới là người đa nhân cách. Đúng rồi đó anh Huy. Đúng vậy, anh mới là người đa nhân cách. Thôi không? Không có ai nói. Bây giờ anh mới chứng minh anh là một người đa nhân cách. Là anh luôn. Hy vọng là chương trình sẽ cho anh cơ hội được chọn bốn bạn được không chị? Không em. Rất nhiều khách mời đã yêu cầu như vậy. Rất không nhiều những cô gái rồi, chàng trai đã yêu cầu như vậy. Nhưng theo luật chơi của chương trình pháp. Dạ có Gia Huy. Trình có luật trình. Ngô có Ngô Kiến Huy. Cho nên không thể. Đúng rồi Huy, rất tiếc. Bạn chọn ba người thôi ạ. Lịch sự quá. Thôi cái ghế để bình thường chị cũng ngồi được rồi quý hả? Không cần phải giả bộ nhích qua một xíu, nhích tới một xíu đâu quý ơi. Cho chị dễ ngồi hơn nữa. Cảm mà ơn em, mời quý ngồi. Không, chắc em qua với mấy bạn nữ của em. Dạ. Ủa em không muốn ngồi với chị hả quý? Em ngồi với chị một xíu cũng được. Ủa chị làm cho em khó chịu lắm hả quý? Dạ đâu có đâu, chị làm cho em dễ chịu lắm luôn á. Chị là đúng là mẫu bạn gái mà em thầm ao ước. Vậy sao không cua chị? Chị nói giỡn thôi. Anh Tú là bạn thân em. Thôi bỏ đi em. Thôi nó bắn kìa em, coi chừng nó bắn đó em. Dạ dạ. Cẩn thận, em bảo vệ. Thế gì? Em có cần anh phụ cái gì không? Dạ cắt ớt. Coi chừng đeo cái này, phải đeo khẩu trang bịt mắt này nọ để ớt văng vô mắt là nguy hiểm lắm. Thế gì? Chắc ớt mà kêu bịt mắt luôn. Chiến thuật anh à, cái đó cũng là chiến thuật của em. Để mà khi mà có để anh. Đó. Em dễ dàng hơn cho mọi chuyện khi mà bạn bịt mắt. Cái gì? Ý là em có thể phụ bạn nấu ăn nhiều hơn. Không có cho phụ. Không, cố gắng lên em, cố gắng lên. Anh chỉ biết cổ vũ tinh thần em thôi. Quý em phải nói những câu thả thính rồi này kia, em có câu hiểu không? Ngôn tình rồi, những câu, mà lay động trái tim á quý. Em thì về mặt nói này nọ em hạn chế lắm, em không có khéo léo trong cái việc ăn nói cho lắm. Em chỉ biết hành động thôi. Ý em đổ mồ hôi kìa. Thế gì? Cái này anh làm được hết. Anh chỉ lấy đồ ra cho em nấu thôi. Đó, em chỉ tập trung nấu ăn thôi. Thế okay. Ghê. Em chỉ tập trung nấu ăn thôi, tất cả để anh lo. Điện ảnh quá nè. Miễn sao em vui là được ha. Thì ghê. 80 lần chị nói em thấy ghê. 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 Hình phạt dành cho bạn đó chính là bạn vừa xào bông bí vừa làm hành động như là một DJ. Kiểu là hey DJ nữa, hay kiểu mà hey check 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 nữa hả? Hey. Ủa hay vậy? Ủa sao chỗ em làm được à? Nè coi nè, em phải tập trung vô. 2, 3 DJ. Không được. Ủa anh Huy ơi, em thấy DJ người ta làm nhìn chuyên nghiệp lắm. Em thấy anh làm giống chị chay 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 chứ không phải là dây. Đâu, cái này là cũng là trà dĩa mà trà dĩa bát á, chén rửa. Trà cho sạch á. Còn DJ người ta làm chuyên nghiệp lắm, người ta là dặn nút rồi thấy không? Everybody hand foot. Cái vậy đó, cái vậy. Nhìn là không phải biết dân chơi rồi. Chị em đi foot cái gì cho anh ơi. Anh không
phải dân chơi đâu Huy, đừng có thể hiện nữa. Đây, để hiện là dân chơi đây nè. 2, 3, nào. Em không phải là dân chơi. Nào, 2, 3. Ủa sao em không có? Ủa âm nhạc của tôi đâu? Âm nhạc của tôi đâu? Đó, đó, đó. Ủa vậy cũng nghe. Vậy cũng nghe tiếng là hả ta? Hay quá. Đó, hành động là như vậy nha bạn. Vừa nấu canh, vừa làm mặt xấu. Là như thế nào hả anh Huy? Mặt xấu có rất nhiều dạng mặt xấu. Bạn làm cho mặt bạn bị biến dạng mới là mặt xấu. Chứ không vừa bạn nói bạn không em xấu. Cười, em cười làm xấu. Phi lý. Đúng rồi. Bạn phải làm kiểu là lè lưỡi trợn mắt, bọng môi, hất mũi lên trên, hiểu không? Đúng rồi. Lé rồi à, kiểu vậy bạn là mặt xấu nha. Dạ đúng rồi. Nè, Diệu Nhi, 2, 3. Đón xem tập 17 Ấm Tự Kỳ Duyên phát sóng vào lúc 20h30 thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7.